điện đàm hiệp hội của Nga-Mỹ sau vụ UAV rơi ở Biển Đen. Hôm 15 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã liên hệ với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu lần đầu tiên sau nhiều tháng để thảo luận về vụ việc máy bay không người lái của Washington bị rơi ở Biển Đen ngoài khơi Crimea. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ông Shoigu nói với ông Austin rằng người Mỹ đã vi phạm giới hạn không phận do Nga tuyên bố. Ông Shoigu gọi các chuyến bay không người lái của Mỹ ngoài khơi bờ biển Nga là có tính khiêu khích và có nguy cơ làm leo thang căng thẳng ở Biển Đen. Ông Shoigu nói, mặc dù Nga không mong muốn một diễn biến như vậy, nhưng nước này sẽ tiếp tục đáp trả tương xứng với mọi hành động khiêu khích. Ông nói thêm rằng, hai cường quốc hạt nhân phải hành động một cách có trách nhiệm nhất có thể, bao gồm việc giữ một kênh quân sự mở để thảo luận về bất cứ cuộc khủng hoảng nào. Phát biểu tại một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, Austin xác nhận rằng ông đã thực hiện cuộc gọi và nói rằng điều quan trọng là các cường quốc phải minh bạch và cởi mở. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục bay và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Lần cuối cùng ông Shoigu và ông Austin nói chuyện là vào tháng 10 năm 2022, theo AP. Bên cạnh đó, tướng Mỹ Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cũng đã liên hệ với người đồng cấp Nga, tướng Valery Gerasimov. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho rằng UAV vỡ vụn khi rơi vào độ sâu của Biển Đen sẽ cản trở nỗ lực trục vớt. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Bachusev ngày 15 tháng 3 tuyên bố Moscow có kế hoạch tìm kiếm mảnh vỡ chiếc máy bay không người lái của Mỹ rơi tại Biển Đen hôm 14 tháng 3. Tôi không rõ chúng tôi có thể thu hồi được các mảnh vỡ hay không, nhưng đây là điều cần làm. Chúng tôi chắc chắn sẽ làm như vậy. Đương nhiên, tôi hy vọng vào thành công. Ông Bachusev nói trên truyền hình theo Reuters.